chào các bạn à. Hôm nay thì mình quay lại địa điểm mua bán sầu riêng xỉ già lẻ của chị bé Bảy và Úc Chiến của mình ha quý vị. Thì hôm nay mình ghé giờ này rất là trưa nên là cửa hàng của chị thì khách cũng la gai quý vị, thường là giấc sáng xuất rất nhiều luôn á. Mình bây giờ mình vào tham quan cái sầu riêng của chị trưa nay nha. Đó thì trưa nay khách vẫn còn mua nè quý vị, đó quý vị không? Xe khách lại đến cái địa điểm mua bán sỉ già lẻ của mình thì mua trở về luôn nè quý vị. Đó quý vị thấy không? Đây rất là nhiều luôn. Đó, khách chở là hai xe nè, còn thêm đây nữa nè. Đây là chị mua hàng của mình. Đây là điểm mua bán chiên sỉ già lẻ luôn đó quý vị, nên là các bạn nào mà thấy sầu riêng mình ngon thì các bạn hãy đặt hàng ha, qua cái số điện thoại của chị bé Bảy và Úc Chiến là 0918 174 639 quý vị, hoặc là số điện thoại 0918 866 207 ha. Sầu riêng hôm nay ngon lắm quý vị, rất là ngon, và tất cả loại sầu riêng đều đã có ha. Cơm vàng hạt lép rồi mỏng thon rồi bơ sữa chín sớm đều có hết. Ở đây là thì nhân viên phục vụ rất là tận tình luôn á quý vị. Và lựa sầu riêng cho mình là ok, mỗi phạt là không khoảng một trái nào luôn. Đó quý vị thấy không? Nếu các bạn nào ở xa thì mình ship hàng lựa, thì ở đây nhân viên ở đây lựa hàng cho quý vị là rất là đẹp luôn á. Còn các bạn nào mà ở gần gần thì mình đến cửa hàng mình mua vẫn được ha. Ở đây khách lại sỉ rất là nhiều nha quý vị. Quý vị, cái hàng chín quá nó cũng rất là ngon nè. Gần cho các bạn nhìn thấy ha. Chị sầu riêng của mình hôm nay giá sao chị? Giá cũng y vậy đó. Giá vẫn y như cũ ha các bạn. Hiện tại thì giá vẫn y như cũ. Giá thời điểm là ngày 9. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 nha quý vị, vẫn là y như cũ giá của mình ha. Cái bên đó là ghi sáo hai. Đây cũng có là ghi sáo luôn quý vị. Mỏng thon cũng có luôn. Nên các bạn nào mà thích sầu riêng loại nào thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện nha và đặt hàng tại địa điểm mua bán sầu riêng của chị bé Bảy và Úc Chiến của mình ha quý vị. Sầu riêng đặt lúc nào cũng có và ngày nào cũng có hàng nha quý vị ơi. Đây quý vị thấy không? Rất là nhiều luôn. Trái nào cũng rất là tròn đều luôn á quý vị. Khách mua xong thì chị sẽ chắc sầu riêng lại. Đây khách lại mua sầu riêng tiếp tục đâu quý vị. Xe đấy,
bán xe vô nhiều lắm. Giấc trưa nên là vắng khách thưa quý vị, thường sáng sớm thì khách rất là đông. Các bạn thấy chắc lên cho thằng Điền nó hai dọn trong ký hay đi dọn tao vậy chứ. Để không còn nhiêu mà chúng nó chạy. Khách thường là đặt trước nhóm hết trơn á chị.